Chiều ngày 5 tháng 1, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan bất ngờ tiến hành kiểm tra một ngôi nhà trên đường Đông Hưng Thuận, quận 12. Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm ngàn sản phẩm bao cao su, gieo bôi trơn giả có dấu hiệu làm nhái các thương hiệu nổi tiếng, cùng với nhiều máy móc, nguyên liệu để sản xuất. Làm việc với cơ quan chức năng đại diện cơ sở trên đã không xuất trình được giấy phép kinh doanh.